Hello các bạn, hôm nay hãy làm video này để mà nói về những cái lợi ích khi các bạn xài thẻ tín dụng hay gọi là credit card ở bên Mỹ này. Và hãy muốn nói cho các bạn những cái lợi ích mà khi các bạn xin được những cái thẻ này. Thì giống như cái video đầu hãy nói là sau khi các bạn build được credit xong rồi á, mình có thể xin một cái thẻ bình credit card bình thường giống như mọi người. Mà cái đặc điểm đây khi các bạn xin những cái thẻ này á, là thường thường họ có những chương trình khuyến mãi rất tốt, là mình có thể lấy được tiền lại. Thí dụ như cái thẻ này nó gọi là Chase Sapphire Preferred. Cái thẻ này hồi xưa hãy xin được á, là nếu các bạn xin được á, thì các bạn xài cỡ 4.000 đồng trong vòng 90 ngày đầu. Khi mình nhận cái thẻ, khi mình nhận cái thẻ này thì họ sẽ cho các bạn lại 500 đồng. Thì đồng thời khi các bạn mua đồ với thẻ credit card này, nó có cho các bạn bất cứ món đồ gì các bạn mua nó cho lại 1%, các bạn đi ăn uống có thể nó cho lại 2% thêm nữa. Thì cái nếu xin được cái loại thẻ này, các bạn điểm các bạn tín dụng phải cao hơn trung bình chút, tại vì cái thẻ này thường thường khi nó cho các bạn cái credit line hơi cao, ít nhất cũng phải là từ 5.000 trở lên thì nó mới cho cái thẻ này. Còn những cái người hơi yếu chút nó sẽ không cho cái thẻ này đâu. Cho nên nếu mà các bạn xin cái thẻ này á, thì miễn sao mình xài 4.000 đồng trong vòng 90 ngày đầu, mình sẽ lấy lại được ít nhất đó là 500 đồng họ cho mình. Nếu mà mình thì để sao xài cái 4.000 đồng thì có lúc nó cũng hơi nhiều thiệt, thì mình có thể dùng cái thẻ này để trả cho những cái bill mà mình giống như là bảo hiểm, những cái ga điện nước, cái phone bill của các bạn. Thì những cái đó là những số tiền lớn hay đi chợ đồ vậy. Nếu các bạn xài không kịp á, mình có thể hỏi bạn của các bạn, mình có thể dùng thẻ này trả cho những cái phone bill của họ nữa. Thì nếu mà mình trả cho những người già, người bạn, không là các bạn 4.000 xin lạnh cũng rất là mau. Nếu các bạn có những người bạn thân có thể giúp cho mình điều đó được. Thì và đồng thời cái thẻ này hồi xưa hãy xin á, thì một năm đầu á, thì nó lấy không lấy cái tiền lệ phí hàng năm, nó loại lại nó annual fee á. Thì nếu mà sau thôi một năm nó sẽ lấy 95 đồng. Thì nếu các bạn không muốn bị thì nó các bạn có thể đóng thẻ lên bất cứ lúc nào các bạn muốn. Nhưng mà bây giờ hãy biết là cái thẻ này đã lên cái tiền lệ phí hàng năm chắc cũng có 200-300 rồi đó. Cho nên bây giờ xin cái thẻ này nó không có lợi nữa. Nhưng mà hãy muốn nói cho các bạn biết là tùy cái cách sử dụng của mình nên mình hiểu cái nào lợi hơn cho mình ha. Thì nếu mà mình không có xin cái thẻ đó thì mình xin cái loại thẻ này thì nó không có tiền lệ phí hàng năm. Nhiều loại thẻ nó không có tiền lệ phí hàng năm lắm, thì nó cũng cho tiền thưởng các bạn luôn. Ví dụ như cái thẻ của Bank of America đó, thì mình xài 1.000 đồng trong vòng 90 ngày đầu, họ sẽ cho các bạn lại 200 đồng tiền thưởng. Và bất cứ món đồ các bạn mua họ cho lại 1%, đi chợ hay là đi mấy chỗ Sam's Club hay Costco cho lại 2%, đi đổ xăng cho lại 3%. Thì các bạn thấy những cái số tiền đó trước sau các bạn cũng sẽ xài. Nếu các bạn bỏ lên thẻ tín dụng của các bạn xong rồi bây giờ các bạn cứ trả dứt đi á, thì mình sẽ không có cần trả tiền lời gì cả, và đồng thời mình được cho tiền lại nữa. Cho nên cái đó là cái điểm thứ hai hãy muốn nói là cái thẻ tín dụng nó có lợi ích cho các bạn như thế nào. Ok. Và các bạn hãy lưu ý là đồng thời khi những cái thẻ mới á, khi các bạn xin nó có cái chương trình là mượn, có chương trình các bạn cho các bạn xài không tiền lời nữa, thường thường có thể 12 tháng cho tới 15 tháng, có thể tới 18 tháng tùy theo cái chương trình, thì mình có thể trả góp được từ từ. Nếu các bạn muốn mua một cái tivi gì nhiều tiền á, các bạn có thể trả góp được. Nhưng các bạn nhớ lưu ý là tuy họ nói không tiền lời trong vòng 12 tháng, nhưng mà bill về hàng tháng bao nhiêu á, cái minimum hàng tháng họ yêu cầu các bạn phải trả ít nhất là bao nhiêu, mình nhớ phải trả. Mình chỉ trả ít thôi cũng được, mình trả từ từ ít rồi tới gần thời gian không tiền lời nữa đó, thì mình có thể trả đứt đi ngay đó cũng không sao. Nhưng mà mỗi tháng á, phải cần trả cái minimum họ cần mình phải trả. Okay? Chứ đừng có nghĩ là mình không nhận được bill gì hết là mình không cần phải trả gì hết. Các bạn đừng có suy nghĩ như vậy nha. Nếu mình không nhận được bill, mình nên gọi cho nhà băng biết để mà nói với họ, để mình nhờ giúp cho mình trả trên điện thoại nè. Mình có thể lên mạng trả, mình có thể vô trong chi nhánh trả.
hay là gọi vô để nhân viên trên điện thoại trả cũng là mau cho mình, miễn sao mình biết cái số routing number của cái checking account của mình và cái account number là họ có thể giúp cho các bạn trả tiền vô cái thẻ credit card của các bạn rồi. Ok, thì cái đó là cái điểm thứ hai. Hãy muốn nói về cái điểm lợi ích đó nữa. Và khi mà các sàn xài credit card á, thì các bạn có thể mượn tiền ra từ cái thẻ credit card nữa. Thì cái thẻ credit card á, có cách hai cách để mượn tiền ra, hai cách mượn ra tiền mặt. Thì thí dụ cái đầu tiên á, là khi mình mượn ra tiền mặt đầu tiên, nó gọi là cash advance. Mình mượn tiền mặt ra, mình muốn lấy tiền mặt ra trong ngày á, thì mình sẽ bỏ cái thẻ vô cái máy ATM, mình bấm 4 số pin của cái thẻ credit card vô, thì mình có thể rút tiền mặt ra trong ngày. Nhưng mình rút tiền mặt ra trong ngày á, thường thường mình không được rút được nhiều. Thí dụ như cái thẻ 5.000 thì mình có thể rút được 1-2.000 thôi à. Cái cash credit line, nó gọi là cái cash credit line. Thẻ credit card nó có cái purchase credit line và cái cash credit line. Thì cái mình rút tiền mặt là cái cash credit line, nó thường thường nó ít hơn. Và đồng thời nó có tiền lời rất cao. Thí dụ các bạn rút 1.000 đồng ra, đa số nó sẽ lấy là 5% nữa, là 1.000 đồng, 50 đồng, cộng với tiền lời cao là 20 mấy chấm trở lên, là nó sẽ tính tiền lời từng ngày một trên cái số tiền mình rút ra. Ok, thì các bạn hãy lưu ý những điều đó. Nếu bất đắc dĩ các bạn mới vừa cần tiền mặt quá gấp, các bạn mới làm điều đó thôi. Và những cái chỗ mà thí dụ như sòng bài, nó gọi là casino, hay là những cái chỗ mà của nhà nước, giống như là họ lấy tiền phạt của giao lưu thông hay giao thông của các bạn á, thì họ thường thường có thể lấy từ bằng cash advance. Hay là mình bị luật pháp mà họ bắt mình gì đó, thì thường thường họ lấy bằng cash advance. Cho nên các bạn hãy cẩn thận những có những trường hợp đó thôi. Nhưng mà đa số khi mình mua đồ á, là họ lấy tiền bên cái chỗ mà nó gọi là purchase á, thì nó không có tiền lợi phí, không có tiền lợi liền, thì bây giờ mình có thể trả dứt thì không sao. Và cái cách thứ hai á, thì nó lợi hơn cái cash advance để mượn tiền ra, tiền mặt ra đó, là nó gọi là direct deposit. Thì cái này á, mình có thể mượn tiền từ cái thẻ credit card mình chuyển vô trong checking account của mình, thì cỡ một tuần đổ lại á, các bạn sẽ nhận được số tiền đó. Và nó cũng có tiền lợi phí, nhưng mà tiền lợi phí có thể thấp hơn, có lúc không có lợi phí tùy theo chương trình của họ, nhưng mà đa số là họ lấy 3-4%. Thì thí dụ 1.000 đồng á, thì họ sẽ lấy 3%. Nhưng mà cái đặc điểm của cái này ở đây á, là có lúc họ cho mình mượn ra không tiền lời, hay là tiền lời rất thấp, có thể là không tiền lời hay là 1.99%. Thì nếu mình mượn cái đó chuyển vào checking account mình á, thì mình cũng trả góp từ từ được trong vòng 12 tháng hay là thời gian lâu hơn. Thì một trong những cái cách để mà sao để mượn tiền ra, thì một có lúc họ gửi cho các bạn những cái tấm check như vậy, thì họ sẽ kêu các bạn điền ra. Nếu mà các bạn muốn cái check như vậy, các bạn điền tên của các bạn ra, điền tên vô đây để số tiền mình mượn là bao nhiêu. Thí dụ như cái thẻ cho mình xài 5.000 thôi á, thì mình có thể mượn cỡ 4.500 thôi, hay là 4.000 đổ lại thôi, bởi vì mình phải trả cái cộng cái tiền lợi phí vô nữa. Thì thí dụ như 4.000 á, thì 3% của 4.000 là 120 rồi, thì các bạn có thể mượn cỡ 4.000 cho tới 4.500 cho cái credit line 5.000. Thì mình bỏ cái chữ của 4.000 vô bằng cái chữ ở đây, thì để 4.000. Thì ở đây mình ký tên ở đây. Và đồng thời những cái tấm check á, khi mình xài ký check ra để mình bỏ vô checking account mình, các bạn nhớ phải ký tên sau này nữa nha. Để mà ký tên rồi mình có thể vô nhà băng á, mình đưa cho họ để mà bỏ vô chương mục của mình. Thì dần dần có một tuần đổ lại á, mình sẽ có cái số tiền này vô trong checking account mình, rồi mình lấy tiền đó mình rút ra để mình xài. Thì những trường hợp như vậy mình sẽ đỡ cái tiền lời hơn và tiền lệ phí sẽ thấp hơn, nó sẽ lợi hơn cho các bạn. Ok, thì nếu mà các bạn không có lấy được những tấm check này, các bạn thấy gọi vô trong tổng đài hay là vô trong nhà băng á, ngân hàng á, thì họ có thể giúp các bạn mượn tiền ra cũng được, nếu mà các bạn không có những cái tấm check thử về. Thì sau cái thời gian không tiền lời á, thì họ có gửi, họ sẽ cho các bạn biết cái tiền lời sau cái 12 tháng không tiền lời là bao nhiêu, có thể là 24 chấm, 25 chấm, có thể 10 chấm tùy theo cái thẻ tín dụng của mình và thị trường. Và cái đó là cái điểm
khác biệt giữa cái cash advance với là cái direct deposit. Đồng thời á, họ có những cái chương trình, thí dụ các bạn thiếu những cái thẻ credit card khác dưới tên của bạn với những nhà băng khác, thì mình có thể lấy tiền từ cái nhà băng này mà có không tiền lời, mình có thể chuyển qua thẻ với nhà băng khác có tiền lời cao để mình giảm, mình bù đắp qua cái đó, rồi mình có thể trả góp bên cái thẻ này được. Và các bạn nhớ là nếu mình không nhận được bill hay là mỗi tháng á, là các bạn phải nhớ là mình phải có cái payment phải trả. Chứ không nhận được bill các bạn đừng có nghĩ là mình không cần trả gì nha. Tuy không tiền lời nhưng mà minimum hàng tháng bao nhiêu mình phải nhớ trả. Ok. Và cái điểm cuối cùng mà em muốn nói đây á, là khi mình xài thẻ tín dụng á, là mình có thể không có sợ khi mà người ta lấy tiền trên thẻ của mình. Nếu mà thẻ tín, từ vì thẻ tín dụng là tiền của nhà băng mà, nếu có ai lấy tiền của các bạn mà các bạn không có nhận ra công ty đó là gì, các bạn đừng có sợ hãi, không có gì mình phải sợ cả. Thứ nhất là không phải tiền của mình, thứ hai á là nhà băng sẽ đứng ra để mà điều tra để tự động lấy tiền lại cho họ. Thì cái bổn phận của mình á, là người xài á, mình phải coi cái xác minh hàng mình hàng tháng để coi những chuyện gì lạ xảy ra trong chương mục của mình không, để mình biết được. Thì mình có 60 ngày, thường thường 60 ngày để báo nhà băng biết. Có thể lâu hơn không sao, nhưng mà mình nên cho họ biết càng sớm càng tốt để họ điều tra để lấy tiền lại cho các bạn. Và nhiều người á, thì họ rất là lo lắng khi những chuyện đã xảy ra. Cho nên đối với Hải đây thì Hải thấy cái chuyện đó không có gì mà để ý mà các bạn đã đáng lo cả nhé. Thì cứ biết là mình cái trách nhiệm mình để báo cho mọi người biết thôi. Thì và cái đó là những cái đặc điểm mà Hải muốn chia sẻ với các bạn về cái thẻ tín dụng nhé. Và nếu mà các bạn nào cảm thấy cái video này có giúp ích được cho các bạn thì làm ơn like những cái video giùm Hải, và có thể subscribe và làm ơn coi hết cái video này giùm Hải để có thể support, có thể giúp đỡ cho những cái kênh này càng ngày càng tốt hơn. Và ở đây Hải cũng biết Hải có rất là nhiều sai sót mà Hải cũng đang học để cách để làm YouTube. Thì nếu các bạn có góp ý gì xây dựng và tốt hơn cho kênh thì có thể để comment ở dưới để Hải làm càng ngày càng tiến bộ hơn. Và một lần nữa cảm ơn các bạn và chúc các bạn mạnh khỏe và nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn nha. Bye bye các bạn.